Phonos là một trong những người bạn hơn 2 năm rồi, đi cùng với Hailey rất là nhiều nơi. Tại vì Phonos gần như là một cái kho tàng sách chọn lọc rất là tốt và rất là chất lượng. Với cái giọng đọc cũng như là cái phần nhạc nền của Phonos khiến cho cái việc mà mình nghe sách cũng cảm thấy thú vị hơn, giống như là mình đang nghe một bài hát mà mình yêu thích. Phonos chắc chắn là một trong những người bạn đồng hành rất là phù hợp với bạn bất kể lúc nào đi nữa.